Lớn ở
đấng hiền các món còn biến như thế làm cho vua cha lòng thanh tình tin hiểu bây giờ cha thấy con có chức thần như thế lòng rất vui mừng được chưa từng con chấm tay hướng về phía con mà nói rằng thầy các con là ai con là đệ tử của ai hai người con thưa rằng đại vương đức vân lôi âm tu vương hoa trí phật kia nay đường ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bay mau ở trong tâm ca chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa đó là thầy chúng con là đệ tử cha nói với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con nên cùng nhau đồng đi khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ chắp tay thưa mẹ rằng phụ vương nay đã tin hiểu có thể khám phá được tâm vô thường chính đẳng chính giác chúng con đã vì cha làm phần sự rồi mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ đứng phần kia mà xuất gia tu hành phần đạo. Lúc đó hai người con muốn riêng lại mình mà nói kể thưa mẹ mong mẹ cho các con xuất gia làm cha môn cá Phật rất khó gặp. Chúng con theo phần học như hoa ưu đàm bán gặp Phật lại khó hơn cõi các nàng cũng có mong cho con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng cho các con xuất gia vì sao vì Phật khó gặp vậy bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng lành thay cha mẹ xin liền qua đến chỗ đứng vân lôi âm tu vương hoa trí phật để gần gũi cúng dường vì sao vì Phật khó gặp được như hoa linh thoại như rùa một mắt gặp bóng cây nổi mà chúng ta do cúng đời trước sâu dày. Xin đời này gặp Phật Pháp xin cha mẹ nên cho chúng con được xuất gia vì sao vì các đấng Phật khó gặp được thời kỳ gặp Phật cũng khó có lúc đó nơi hầu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có tám muôn bốn nghìn người thầy đều có thể tham thủ trì kinh Pháp Hoa này tình nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa tam muội tình tam Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ứng kim thông đã muốn ly chư ăn thu tam muội vì muốn làm cho tất cả chúng sinh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua được muốn chư phần tâm tam muội hay biết được phản pháp bí mật của các đấng Phật hai người con dùng chứng phương tiện kéo hóa độ của cha như thế khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật Pháp bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc vĩnh đức phu nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung
con của vua cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ Phật đến rồi đầu mặt lại chân Phật đi quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một phía. Lúc đó đứng Phật kia về vua nói pháp chỉ dạy làm cho đường lợi ích vui mừng vua rất vui đẹp bấy giờ vua diệu trang nghiêm cùng vua nhân mở chuỗi chân châu gia trị trăm nghìn đeo nơi cổ để rải trên đức Phật. Chuỗi đó ở giữa không hóa thành đại báo bốn trụ trong đại có dường báo lớn trải trăm nghìn muôn thiên y trên đó có đức Phật ngồi xem bằng phóng hào quang sáng lớn lúc đó vua diệu trang nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng là yến có thành từ thân thân vi diệu thứ nhất bây giờ đứng vân lội âm tu vương hòa trí Phật bảo bốn chúng rằng các người thấy vua diệu trang nghiêm chấp tay đứng trước ta đó chăng vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo chuyên rộng tu tầm các món chờ phần đạo pháp sẽ được làm phần nhiều ta la thù vương nữa tên đại quan kim tên đại cao vương đứng ta la thù vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thánh văn hương đó bằng thẳng công đức như thế vua diệu trang nghiêm liền đem nước giao cho em rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong phòng pháp xuất gia tu hành đạo hạnh vua xuất gia rồi trong tám muôn bốn nghìn năm thường xuyên tinh tiến tu hành kinh diệu pháp liên hoa qua sao lúc đây được môn nhân thế tình công đức trang nghiêm tam mùi liền bay lên hư không cao bảy cây đa la mà bằng Phật gần thế con hai người con của con nay đã làm Phật trường dùng chân thần thông biến hóa xoay tâm tà của con làm cho con được an trụ trong Phật pháp được thay thế con hai người con này là tiên tri thức của con vì muốn qua khởi căn lành đời trước lời anh cho con nên đến xin vào nhà con lúc đó đứng vân lội âm tu vương hoa trí Phật bảo vua diệu trang nghiêm rằng đúng thế như lời ông nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trong gông lành thời đời đời được gặp thiện tri thân vì thiện tri thức hay làm phần sự chỉ dạy cho lợi ích vui mừng kiếm vào đạo vô thượng chính đẳng chính gia đại vương nên biết vì thiện tri thức đó là nhân duyên lớn giáo hóa diệu giác làm cho được thấy phẩm quán tâm vô thượng chính đẳng chính giác đại vương ông thấy hai người con này chẳng hai người con này đã từng cung dường 65,000 muôn ức na do tha hằng hà cha can đứng phần
gần gũi cung kính nơi cho các đấng Phật thủ trì kinh Pháp Hoa thương tưởng những chúng sinh tà kiến làm cho trụ trong chính kiến diệu trang nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng Thế Tôn Như Lai rất in có do công đấng trí tuệ nên dùng kế trên đỉnh sáng xuống trôi gỡ mấn Phật dài rộng mà sắc xanh biết tương lòng trắng chẳng mày như ngọc ca nguyện. Răng trắng băng và kiếp thường có ánh sáng môi trắng đỏ đẹp như trái tầng bà lúc đó vua diệu trang nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ứng công đức thế rồi. Ở trước Như Lai một lòng chắp tay lại bành Phật rằng Thế Tôn chưa từng có vậy pháp của Như Lai đầy đủ trọn lên bậc cả tư nghị công đức vi diệu dày rắn chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại từ theo tâm của mình chẳng sinh những lòng ác kiêu mạn dẫn hờn tà kiếm vua theo lời đó rồi lấy Phật mà ra. Phần bảo đại chúng ý các ông nghĩ cao vô diệu trang nghiêm đâu phải người nào là nay chính là hoa đức Bồ Tát bà tịnh đức phu nhân nay chính là quang chiếu trang nghiêm. Đức Bồ Tát hiện đương ở trước Phật hai người con vì thương xót vua diệu trang nghiêm và các khuyên thuộc nên chính vào trong cung vua nay chính là giữa phương Bồ Tát cùng giữa phương Bồ Tát. Giữa phương và giữa thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức ca đức Phật trồng ca gốc công đức thành tựu bất khả tư nghị. Những công đức lành nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lạy lúng Phật nói Phật diệu trang nghiêm vương bán dự này. Có tám muôn bốn nghìn người xa trong lụy rời cấu nhiệm ở trong cám pháp chính đưa pháp nhãn bình. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ hiền Bồ Tát quyến pháp thứ 28 lúc bây giờ ngài phổ hiền Bồ Tát dùng chứng thần thông từ tại quy đức danh văn cùng vô lượng vô biên bân khả chứng chỗ chúng đại Bồ Tát từ phương đông mà đến các nước đi ngang qua cấm đều rung động dưới hoa sen bao trội vô lượng trăm nghìn muôn ứng ca thứ kỷ nhàn. Lại cùng vô số các đại chúng trời rồng giả có càng thăng bà tu la ca lâu la cẩn nên gọi ta bà trong núi kỳ xa quần đầu mặn lại đứng
Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng Thế Tôn con ở nơi nước của Đức Bảo Quy Đức Thượng Vương Phật. Xa nghe cõi ta bà này nói kinh Pháp Hoa nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát rằng đến để nghe thủ cuối mong đừng Thế Tôn nên vì chúng con nói đó. Nếu thiền nam tử thiền nữ nhân sau khi Như Lai diện độ thế nào mà có thể được kinh Pháp Hoa này Phật báo cố hiền Bồ Tát rằng nếu thiền nam tử thiền nữ nhân thành tự bốn pháp thời sau khi Như Lai diện độ sẽ được kinh Pháp Hoa này một là được các đức Phật hộ niệm hai là trong các gốc công đức ba là vào trong chính định bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Thiền nam tử thiền nữ nhân thành từ bốn pháp như thế sau khi Như Lai diện độ quyết được kinh này lúc đó ngài phổ hiền Bồ Tát văn Phật rằng Thế Tôn 500 năm sau trong đời ác trượt nếu có người thủ trì kinh điển này con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn làm cho được an ổn thiên không ai tiện lợi đình tìm làm hại hoặc ma hoặc con trai của ma hoặc con gái của ma hoặc dân ma hoặc người bị ma dựa hoặc già xóa hoặc la sát hoặc cứu bằng tràng hoặc tỳ xa xa hoặc cám giá hoặc cú đơn na hoặc vi đà la vân vân những kẻ làm hai người đều chẳng tiện lời người đó hoặc đi hoặc đứng trong tụng kinh này bây giờ con cưỡi tượng vương trắng sau ngà cùng chúng đại bồ tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thu hộ an ủi tâm người đó cũng để cúng dường kinh Pháp Hoa người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này bây giờ con lại cởi tượng vương trắng hiện ra trước người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu một bài kệ con sẽ dạy đó chúng cùng đồng cùng làm cho thông thuộc bây giờ người thủ trì đồng tụng kinh Pháp Hoa được thấy thân con lòng rất vui mừng lại càng tinh tiến do thấy thân con nên liền được tam muội và đà la ni tên là tiền đà la ni trăm nghìn muôn ứng tiền đà la ni pháp âm phương tiền đà la ni được những môn đà la ni như thế Thế Tôn nếu đời sau sau năm trăm năm trong đời ác trượt hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di người cầu tìm người thủ trì người đồng tụng người biên chép mà muốn tu tâm kinh Pháp Hoa này thời trong 21 ngày phải một lòng tính tiếng mãn 21 ngày rồi con sẽ khởi tượng vương trắng sau ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh
dùng thân mà tất cả chúng sinh lừa thấy hiện nơi trước người đó để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng cũng lại cho chú Đà La Ni. Được chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn, con cũng đính thân thường hộ người đó cuối mong đừng Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này. Liền thở trước Phật mà nói chú rằng đàn địa đàn đà bà địa đàn đà bà đế đàn đà cứu tha lễ đàn đà tu đà lễ tu đà lễ tu đà la bà đế phật đà ba chiên nề tám bà đà la ni a bà đà ni tám bà bà cha bà đà ni tu la bà đà tăng già bà lý xoa ni tăng già niết già đà ni a tăng kỳ tăng già bà già địa đế lễ a nọ tăng già đau lường a la đế ba la đế tăng bà tăng già địa tam ma địa già lan địa tăng bà đạt ma tu ba lời sáng đế tăng bà tán đọa lâu đà kiều xa lượng a nâu già địa tân a tỳ cán lời địa đề Thế Tôn nếu có bồ tát nào được nghe chú Đà La Ni này phải biết đó là xứng thần thông của cô hiền, nếu kinh Phán Hoa lưu hành trong diêm phù đề có người thu trì thời nên nghĩ rằng đều là chứng oai thần của Phổ Hiền, nếu có người thu trì đồng tụng ghi nhớ chân chính hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành. Phải biết người đó tu hành Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên căn đứng Phật sau trong công lành được căn đứng như lại lấy tay xoa đầu, nếu chỉ biết chết người này mệnh chung sẽ sinh lên trời cao lời. Bây giờ bốn muôn tám nghìn thiên nữ trôi căn kỳ nhạc mà đến trước đó người đó liền đồi mũ bảy bao ở trong hàng thể nữ vui chơi quái là muốn là thủ trì độc tụng ghi nhớ chân chánh chịu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thủ trì đồng tùng dạy nghĩa thú kinh người đó kia mệnh chung được niềm đứng phẩm cao tay kiên chẳng sợ sành chẳng đọa vào đường dữ liền lên cung trời đau xuống chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sinh vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ứng thiên nữ đứng Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh có công đứng lại anh như thế cho nên người đi phải một lòng từ chém hoang bao người chết thu thì đồng cũng ghi nhớ chân chính đúng như lời tu hành. Thế Tôn con nay dùng chức thần thông giữ gìn kinh này sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu vô trong diêm phù đề kiến chẳng dừng mất lúc bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng hay thay Phổ Hiền ông có thể hồn
đấng lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay quán tâm vô thượng chính đẳng chính giác, mà có thể thân hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng chứng thần thông giữ gìn người hay thù thì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu có người thủ trì đồng tùng ghi nhớ chân chính tu tập biên chém kinh pháp hoa này, phải biết người đó thời là thầy đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó đưa phần ngài khen lành tay, phải biết người đó đưa Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu, phải biết người đó đưa đứng Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trầm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sánh viết chép của ngoài đạo, cùng lại chẳng ưa gần gũi ngoài đạo, và các kẻ ác hoặc kẻ hàng thịt hoặc kẻ nuôi heo chê gà chó hoàng thờ sân hoàng, kẻ buôn bán sắc gái người đó tâm ý ngày thật có lòng nghĩ nhớ chân chính có chức phùng đứng, người đó chẳng bị ba món đông làm não hại, chúng chẳng bị tính ghen ghen ngã mạng tà mạng tăng thường mang làm não hại. Người đó yên muốn biết đủ có thể tu hành Phổ Hiền. Phổ Hiền sau khi Như Lai diện độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người tu thì đọc tụng kinh pháp hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá căn chúng ma thành vô thượng chính đẳng chính gia, chuyên pháp luân đẳng pháp cổ thổi pháp loa lưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa chư tử. Trong đại chúng trời người Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người tu trì đồng tùng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục giường nằm những vật nuôi sống chỗ mong cầu, chẳng luôn cùng ở trong hiện đời đưa phúc bao non. Nếu có người kinh chê đó rằng ông là người điên cuồng, vậy luôn làm hành ấy trọn không được lời ích tôi báo, như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen người đó sẽ ở trong đời này đường quả máu hiện tại. Nếu lại thấy người thù trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó hoàng thân hoàng chẳng thật, người này trong hiên đời mắng mình bành lại, nếu kinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiếu. Môi xấu mùi dẹp tay chân công quèo măng lẽ thân thể hội dơ ghẻ giữ mau mũi bùng thủng hơi ngắn bị các bệnh nặng giữ cho nên Phổ Hiền. Nếu thấy người tu trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước phải như kinh Phật. Lung Phật nói Phật Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này có hằng hà xa vô lượng vô biên, Bồ Tát đường trăm nghìn muôn ức muôn thiên đà la ni tam thiên đại thiên thế giới vi trần vô cán đại, Bồ Tát đủ đạo Phổ
Lùng Phật nói kinh này phổ hiền vân vân, các vị Bồ Tát Xá Lợi vân vân vân, các vị Thanh Văn và hàng trời rộng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thù trì lời Phật làm để mà đi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ bảy, diệu âm hành cấm thành nước trên sao Hoàng Dương. Kinh này toàn nhờ công tống trì tà ma ngoài đào, theo hơi gió lăn xa đào chân thường lưu thông, muôn pháp đều biên dung. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Pháp Hoa Hải Hội Đức Phật Thân Tuyên Ba Chú Chín Dụ Nghĩa Kính Màu Bảy Cuốn, gồm bao trùng hơn sáu muôn lời tướng tụng lời người trời. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. Một câu nhiễm tâm thần đều giúp đánh bờ kia, nghi trí rộng tu tâm hăng, dùng làm thuyền bè tùy hỷ thấy cũng nghe, thường làm chủ với bạn hoặc lấy hay là bỏ qua, tai đều thành duyên hoặc vẫn cùng với mình. Chọn nhân đây được thoát nguyện ngày tôi dài thoát y báo, cùng chánh bao thường tuyên kinh màu này, một cõi đến một chân đều là vì lợi vật cuối, mong càng đứng phần tâm nhờ hỗ trợ cho. Tân ca hàng Bồ Tát kính giúp chứng quy linh, nơi nơi chưa nói kinh đều vì chúng khuyên tinh, phàm chỗ có nói pháp đinh thân thơ cúng dường, một câu cùng một kệ tăng tiến đạo Bồ Đề. Một trắng và một hương tròn không hề thôi, chuyện trời A-tu-la và xóa thầy đến nghe pháp đó, nên chi tâm ủng hộ Phật Pháp kiếm thường, còn mỗi vị chiến tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này hoàng trên đấng liên hoàng hư không, thường với người đời chính lòng từ ngày đêm, tư mình nương pháp ở nguyện can thế giới, thường an ổn phúc trí vô biên lợi quần sinh. Bao nhiêu tội nghiệp thấy tiêu trừ xa lìa, ca khổ về biên tình hằng, dùng giới hương xoa vong sang, thương trì định phụng để giúp thân. Hoa màu Bồ Đề cắm trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thương an là. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiến Ngụ Uẩn Giai Công Độ Những Kia Khổ Anh Xa Lời Tự Sanh Vấn Dị Công Công Vấn Dị Sanh Sanh Tính Thị Công. Không tương thì sanh thù tương hành, thân diệt phùng như thì xa lợi thứ, thì chư pháp không tướng bấm trinh bấm diệt bấm có bất tình bấm tăng bấm giảm, thì có không trung vô sanh vô thù tương hành, thân vô nhãn nhĩ tỷ thiền. Thân ý vô sáng thanh hương, vì xung pha vô nhãn
giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tâm này chỉ vô lao thứ diệt vô lao thứ tâm vô khổ tâm diệt đạo vô trí diệt vô đắng dị vô sở đắng cố bồ đề tam ngọ ni mang nhã ba la mật đa cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hư cũng vô viễn ly liên đà mong thương cứu cánh niên bằng tam thế chư phật ni bằng nhã ba la mật đa cô đắng a đầu đa la tam điều tam bồ đề cố đi bằng nhã ba la mật đa thì đại đẳng chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ những thế khổ chấm thần bấm hô cô thuyết mang nhà ba la mật đa chú tân thuê chú viên yên đế yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế ba la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ma bán nhã ba la bằng đa ma bán nhã ba la bằng đa ma bán nhã ba la bằng đa văn sanh quyết định chân ngôn nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa điềm nhà tha di đi đô bà tỳ a di đi đa thân nam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đa ya di đi ya ya na di đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà điện ya tha di đi đô bà tề a di đi đa ca đà bà tề a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đa Ya di đi ya ya na di đa ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa ta ya đa ya đa điện ya tha di đi đô ba tỳ a di đi đa tăng tam ba tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đa ya di đi ya ya na di đa ca lê ta ba Thế Thủ Tây Phương An Lạc Quân Tiên Dân Chúng Sanh Đại Đạo Sư Ngã Kim Pháp Nguyện Nguyện Quán Sanh Duy Nguyện Từ Bi Ai Nhiếm Thọ Ngã Kim Phổ Vị Tư Ân Tam Hữu Cầm Pháp Giới Chúng Sinh Cầu Chư Phật Nhưng Thưa Vô Thượng Bồ Đề Đạo Cố Chuyên Tâm Trì Niệm A Di Đà Phật Vạn Đức Hồng Danh Kỳ Sanh Tịnh Độ Duy Nguyện Từ Phụ A Di Đà Phật Ái Lân Nhiếm Thọ Từ Bi Gia Hộ A Di Đà Phật Thân Kim Sắc Ngay Tướng Hảo Quang Minh Vô Đẳng Luân Bành Hảo Viên Chuyển Ngũ Tu Di A Tam Mông Trần Thánh Tư Đại Hải Quang Trung Hóa Phật Vô Số Ức Hóa Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên Tư Thầm Ba Nguyện Độ Chúng Sanh Cửu Pháp Hàm Linh Đăng Bí Ngàn Nam Mô Tây Phương Cực Là Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiên Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Nam Mô 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 A Di Đà Phật Nam Mô
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu, tội chướng tâm trọng luân hồi lục đạo khổ vấn cả ngôn. Kim Ngô Tri Thức Đăng Văn A Di Đà Danh Hiệu Bồ Nguyện Công Đức Nhân Tâm Sinh Niệm Cầu Nguyện Vãng Sanh Nguyện Phật Từ Bi Bất Xả. Ai lần nhiễm thọ đệ tử chúng đẳng bất thức Phật thân ai tướng hảo quang minh nguyện Phật thì hiền linh đăng kiến cầm tiếng quang
thăm thế chí chư Bồ Tát chung. Bị thế giới chung ma thanh tình trang nghiêm ma quang minh diệu tướng đẳng thế linh ngã liệu liệu đắng kiến A Di Đà Phật ngã kim trì niệm A Di Đà. Tưng phan Bồ Đề Quang Đại Nguyện, nguyện định huệ tóc viên minh, nguyện công đứng giai thành tựu, nguyện thắng phúc viên trang nghiêm, nguyện cộng chúng sinh thành Phật Đạo. Vạn kinh sơ tạo chư án nghiệm, giải do Bồ Thí tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sơ sanh. Nhưng thiên ngã kiếm giai sám hối, nguyện ngã lâm dụng mạng chung thời, tận trừ những thiên chư chướng ngài. Diễn kiến ngã Phật A Di Đà, tưng đắng vạn sanh cưng làng sáng, ngã ký vạn sanh cưng làng dị, hiển tiền phần tựu thứ đại nguyện. Những thiết viên mãn tầng vô dư, lời làm những thế chúng sanh giới. Ngã phần chúng hồi âm thắng tình, ngã thời ư thắng liên hoa sinh, thắng độ Như Lai vô lượng quang, hiền tiền thọ ngã Bồ Đề ký. Mong ngã Như Lai thọ ký dị, hóa thân vô số ba câu chi, trí lực quảng đại biến tâm phương, vô lời những kia chúng sanh giới, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Phiền não vô tâm thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, mê phần đạo vô thường thể nguyện thành, nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng, cửu phẩm liên hoa vi phù màu. Hoa khai kiến phần mộ vô sanh, băng thôi Bồ Tát vi mạng lữ, nguyện dị tự công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, tưởng bao tử trọng ân, thế tam độ khổ nhược hữu kiến văn già, tức pháp Bồ Đề tâm. Cần thử những báo thân đồng sinh cưng là quốc, cần thử những báo thân đồng sinh an dưỡng quốc. A Di Đà Phật thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn hiện tiền tăng tăng, bất tất tình nhân lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm trì tinh phân minh, diện phụng Di Đà giữ chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài tín dẫn ư ngã. Nhưng sáng na khoảng na sanh tại phần tiền, phụ Bồ Tát đạo quan độ chúng sanh, đồng thành chúng sanh chúng tri, chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn. Nguyện ngã tội chướng tăng tiêu diệt, nguyện ngã thuyền căn nhật tăng trưởng, nguyện ngã thân tâm hàm thanh tịnh, nguyện ngã nhất tâm táo thanh tường, nguyện ngã tam mùi đăng hiện tiền, nguyện ngã tình nhân tóc viên mãn, nguyện ngã liên đại tự tiêu danh, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nguyện ngã giữ trí mạng chung thời, nguyện ngã vãng sinh
cần là quán nguyện viên mãn Bồ Tát đạo, nguyện quán độ chư chúng sinh. Chí tâm quy mạng đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Thọ Quán Khởi Tướng Vô Lượng Vô Biên Từ Thệ Hoàng Thâm Tư Tầm Ba Nguyện Độ Hàm Linh Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Như Lai Biên Pháp Giới Tham Ma Tự quy Phật ấy đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy Pháp ấy đương nguyện chúng sanh thâm nhậm kinh tạng trí tuệ Tự quy tăng ấy đương nguyện chúng sanh thống ly đại chúng mê những thiên vô ngại. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Trì Thứ Mười Ba Lúc Bấy Giờ Ngài Dưỡng Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thề rằng cuối mong đứng Thế Tôn chớ lo sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác cao chúng sinh căn lành càng yên nhiều kẻ tăng thường mạng tham lời dưỡng cung vàng thêm lớn căn chẳng lành xa lìa đạo giải thoát dầu khó có thể giao hoa chúng con sẽ khởi xứng nhận lớn đọc tụng kinh này. Thù trì dài nói biên chế dùng các món cúng vàng cho đến chẳng tiếc thân mền lục đó trong chúng có 500 vị a la hán đã được thù khi đồng bánh văn rằng Thế Tôn chúng con cùng nhị thề nguyện ở nơi cõi khá rộng nói kinh này. Lại có bất hồng và vô hồng 8.000 người đã được thù khí đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay hướng về phía Phật nói lời thề rằng Thế Tôn chúng con cùng sẽ ở cõi cá rộng nói kinh này vì sao? Vì người trong nước ta ba nhiều điều tệ ác ôm lòng tăng thương màng công đứng càng mong dẫn hờn qua bảy tâm không chân thật. Khi đó gì của Phật là đại ái đau thì khéo đi cùng chung với bậc hồng và vô hồng tỳ kheo ni 6.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắt trắng tám rơi. Bây giờ Thế Tôn bao kiêu đàm di cớ chi có sống buồn mà nhìn Như Lai tâm ngươi toàn công cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi đệ tử khi thanh vô thượng chính đàn chính giác thương. Kiều đàm di ta chưa tông nói ta
thực Đức Phật làm vì đời pháp trường. Và sao nghiên vì học phổ hồng tỳ kheo ni đều làm pháp sư ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ được thành phần hiểu là những thiện chúng sinh hỷ kiến Như Lai ưng cung tranh biến chỉ minh hành tùng thiền thề thế gian giải vô thường thì điều ngự trưởng vô thiên nhân sư phần thế tôn kiều đàm di đựng nhân phía chúng sinh hỷ kiến phần đó và cho nghiêm bồ tát tuần từ thủ ký đơn đạo vô thường chính đàn chính giác bây giờ mẹ của La Hầu La là Bà Giá Du Đà La thì kéo đi nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi trong hội thủ ký điên chẳng nói đến tên tôi phần bảo Bà Giá Du Đà La người ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ứng đức phật tu hành bồ tát làm vì đại pháp chớ lần lần đầy đủ phần đạo ở trong cõi thiền quân sẽ được thành phần hiểu là cụ túng thiên vạn quan tướng Như Lai ưng cũng chánh biến chỉ minh hành tung thiền thề thế gian giải vô thường chỉ điều ngự trưởng phủ thiên nhân chư phần thế tôn phần sống lo vô lượng vô số kim lũng đó bà đại ai đào tỳ kheo ni và bà Giá Du Đà La tỳ kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có liền ở trước phật mà nói kể rằng đấng Thế Tôn đạo giới làm ác ôn trời người chúng con nghe thù ký lòng an vui đầy đủ các vị tỳ kheo ni nói kể đó rồi bạch phật rằng chúng con cùng có thể ở cõi nước phương xa rong thuyền nói kinh này bây giờ đứng thế đó nhìn tám mươi muôn ứng na do ta vì đại bồ tát càng vì bồ tát đó đều là bậc bất thôi chuyện truyền pháp vân vân thôi được các pha tông trì liền từ cho ngồi đừng dậy đến trước quan mong lòng chấm tay mà nghĩ rằng nếu đứng Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này thời chúng ta sẽ như là vòng dày rộng tuyên nói pháp này càng về đó lại nghĩ nay đứng phần yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào lúc đó càng về bồ tát kính thuận ý của phần và muôn tự thỏa mãn bán nguyện bền ở trước phật nói lớn tiếng mà phán lại thế rằng Thế Tôn sau khi nhớ lại việc độ chúng con đi dám vòng qua lại cấm mười phương thế giới hay khiến chúng sinh biên chép kinh này thủ trì đồng tung giải nói nghĩa đó như nhớ chân chính đúng như pháp mà tu hành như thế đều là chứng quy thần của phần cuối mong đứng Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho chúng thời càng vì bồ tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng cuối mong phần chớ lo sao khi phần diệt độ trong đời các thế giới
chúng con sẽ rộng nói có những người vô tri lời ăn măng rủa thải và nhau gãy đánh đàm chúng con đều phải nhẫn tỳ kheo trong đời ăn. Trí tà lòng vua vai chưa được nói đã được lòng ngã mạng dây đầy quăng người mặn áo nạp lắng lẽ ở chỗ vắng cử nói tu chân đạo kinh rẽ trong nhân gian. Vì ham mưa danh lời nói pháp cho bạn nghĩ được người đời cung kính như lộng không là hãm người đó mà lòng ác thường nghĩ việc thế tông giả danh á luyện nhã ưa nói lỗi chúng con. Mà nói như thế này các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói luận nghĩa ngoài đạo tự làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng vì muôn pha chúng con. Đến quân vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo ca chê bai nói cho con đó là người ta kiên nói luận nghĩa ngoài đạo chúng con vì kinh phần đều nhẫn các an đó bị người đó kinh rằng các người đều là phần lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhận thù đó trong đời ả kiếp trường nhiều các sự sợ trên quy dư nhập thân kia măng đua hủy nhục con chúng con kính tinh phần sẽ mặn giam nhẫn nhục. Vì để nói kinh này nên nhẫn các biện khó con chẳng mến thân mền chỉ tiếc đạo vô thường chúng con ở đời sao hộ trì lời Phật dặn Thế Tôn từ nên biết tỳ kheo án đời trượt chẳng biết quân vương tiên. Tùy cơ nghi nói pháp cho mày nói lời án luôn luôn bị xua đuổi xa rời nơi chùa tháp xa điều án như thế nhớ lời Phật dặn bao đều sẽ nhận việc đó các thành xóm làng kia có người cầu phạm con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dặn con là sư của Phật ở trong chúng con chờ con sẽ theo nội Phật. Xin Phật an lòng ở con ở trước Thế Tôn mười phương Phật đến nhóm phán lời thề như thế Phật từ rõ lòng con kinh diệu pháp liên qua phiền thư từ ôm châu đi làm thuê mướn được chúng ít cho là đúng. Nơi cao nguyên đạo viên chỉ cầu suối sâu tham bao vọt lên giáo hoa tròn khắp nhân cùng quả đồng nói pháp mau y cần cầu nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát. Đệ tử thù ký chứng quả Phật pháp Phật đã bữa vốn ra trước ngài nhào thuyết hỏi căn nguyên. Vì pháp cầu thầy hiện nghe diễn kinh diệu liên nam mô quá khứ đã bữa Phật nam mô quá khứ đã bữa Phật nam mô quá khứ đã bữa Phật